Giá lúa gạo hôm nay ngày 14 tháng 7 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng từ 50-500 đồng 1 kg. Theo đó, giá lúa hè thu tăng 100 đồng 1 kg, trong khi giá gạo tăng từ 50-500 đồng 1 kg. Cụ thể, tại kho An Giang, giá lúa IR504 đang được thương lái thu mua ở mức 6.600-6.800 đồng 1 kg, tăng 100 đồng 1 kg, với các chủng loại lúa còn lại, giá ổn định. Hiện lúa đài thơm 8 dao động quanh mốc 6.900-7.100 đồng 1 kg, lúa OM5.451 dao động 6.400-6.600 đồng 1 kg, lúa OM18 giá 6.600-6.800 đồng 1 kg, nàng hoa chính giá 6.600-6.800 đồng 1 kg, lúa nhật cũng ổn định ở mức 7. 800-8.000 đồng 1 kg, lúa nàng nhen, khô, ở mức 13.000 đồng 1 kg, với lúa nếp nếp An Giang, tươi, đang được thương lái thu mua ở mức 5.800-6.000 đồng 1 kg, nếp Long An, tươi, dao động trong khoảng 6.300-6.400 đồng 1 kg, nếp An Giang, khô, ở mức 7.400-7.600 đồng 1 kg, nếp Long An, khô, có giá 7.700-7.900 đồng 1 kg, với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm tăng trở lại sau phiên điều chỉnh giảm. Cụ thể, Giá gạo nguyên liệu IR504 đang được thu mua ở mức 10.000, 10.050, tăng 100 đồng 1 kg. Giá gạo thành phẩm ở mức 11.350, 11.400 đồng 1 kg. Tăng 50 đồng 1 kg. Đối với phụ phẩm, giá tấm IR504 ở mức 9.600, 9.700 đồng 1 kg. Cám khô 7.400, 7.500 đồng 1 kg. Giảm 50 đồng 1 kg tại các chợ lẻ giá gạo thường điều chỉnh tăng 500 đồng 1 kg lên mức 11.500, 12.500 đồng 1 kg, các loại gạo còn lại giá duy trì ổn định. Cụ thể nếp ruột vẫn ổn định ở mức 14.000, 16.000 đồng 1 kg. Gạo nàng nhen có giá 22.000 đồng 1 kg. Gạo thơm thái hạt dài duy trì 18.000, 19.000 đồng 1 kg, gạo thơm jasmine giá 15.000, 16.000 đồng 1 kg, gạo hương lại giá 19.000 đồng 1 kg gạo trắng thông dụng giá 14.500 đồng 1 kg, gạo nàng hoa giá 18. 500 đồng 1 kg, gạo sóc thường dao động 14.000, 15.000 đồng 1 kg, gạo sóc thái giá ổn định 18.000, gạo thơm Đài Loan có giá là 20.000 đồng 1 kg, gạo nhật giá 22.000 đồng 1 kg và cám duy trì mức 8.500, 9.000 đồng 1 kg.